lớn lên ở thành phố Louisville, Kentucky, Mỹ. Mục sư địa phương Jerome Sutton, 66 tuổi, đã mong đợi cả tuần để được đến bể bơi công viên Auburn Canh vào cuối tuần. Ông cảm nhận, đó là khoảng thời gian tuyệt nhất trong tuần, như thể được đón Giáng sinh giữa mùa hè vậy. Các công viên thành phố của Louisville được mở cửa cho mọi người vào năm 1955 và bể bơi Auburn Canh ngoài trời được xây dựng ở phía tây của Louisville. Sutton cho biết chi phí để vào bơi thời điểm đó chưa đầy $1, khoảng 23.000 đồng Việt Nam. Ông cùng 7 anh chị em luân phiên nhau đi bơi vào cuối tuần vì gia đình ông không đủ điều kiện để đưa cả 8 người con cùng lúc tới bể bơi. Bể bơi công cộng đã đóng một vai trò quan trọng đối với văn hóa của Mỹ trong thế kỷ qua. Khi biến đổi khí hậu và nắng nóng trở nên cực đoan, bể bơi lại giữ vai trò đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Theo dữ liệu của Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Mỹ, National Weather Service, nắng nóng gây thiệt mạng nhiều hơn bất kỳ hiện tượng tự nhiên nguy hiểm nào khác. Tuy nhiên, giờ đây các điểm bơi công cộng đang trên đà suy giảm vì nhiều lý do như tư nhân hóa bể bơi hay thiếu nguồn ngân sách. Vào đầu những năm 2000, Louisville có 10 bể bơi công cộng, phục vụ cho thành phố với số dân khoảng 550.000 người. Ngày nay, số lượng người tăng lên 640.000 nhưng bể bơi lại giảm xuống 5, kéo Louisville xuống thứ 89 trong 100 thành phố có số lượng bể bơi lớn nhất. Auburn Canh là bể bơi duy nhất còn lại ở Tây Louisville, nhưng chính quyền đã không bảo trì và nâng cấp bể bơi trong nhiều năm qua. Mùa hè này, khi nhiệt độ tăng cao, Auburn Canh lại phải đóng cửa để sửa chữa. Nhiều người không thể học bơi, trẻ em và thanh thiếu niên không có địa điểm vui chơi lành mạnh. Bể bơi Auburn Canh ở Louisville đã đóng cửa vào năm nay, và điều này để lại hậu quả tiêu cực đối với cộng đồng. Những người dân yêu thích bơi lội đã mất một nơi vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, những trẻ em và thanh thiếu niên bị hạn chế trong việc tham gia hoạt động ngoài trời, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và sức khỏe của họ. Để đảm bảo sự phát triển văn hóa và sức khỏe của cộng đồng, các nhà chức trách cần có những biện pháp và chính sách hỗ trợ duy trì và phát triển các bể bơi công cộng. Đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe và kỹ năng bơi lội cho cộng đồng mà còn là mảnh ghép quan trọng của văn hóa và cuộc sống hàng ngày của mọi người. Trong giai đoạn năm 1950 đến 1962, có 22.000 câu lạc bộ bể bơi tư nhân được mở cửa, chủ yếu là ở vùng ngoại ô của người da trắng. Lý do là bởi hàng triệu gia đình trung lưu da trắng đã rời thành phố để về vùng ngoại ô, tự xây dựng hồ bơi ở sân sau nhà. Họ lựa chọn tổ chức các câu lạc bộ có thu phí thay vì xây bể bơi công cộng. Sự phát triển của các hội nhóm, cộng đồng riêng lẻ ở vùng ngoại ô cũng dẫn đến việc tư nhân hóa hoạt động giải trí. Các thị trấn tự thành lập cơ sở thuế và chính quyền địa phương, cùng với các dịch vụ và tiện nghi của riêng mình. Các bể bơi tư nhân đã thay thế các bể bơi công cộng trong những thập kỷ gần đây. Cùng với số lượng lớn người da trắng rời bỏ về ngoại ô, khoản tiền đóng thuế và hỗ trợ cho bể bơi giảm dần. Ở Cleveland, ngân sách thành phố sụt giảm 80%. Vào những năm 1970, đối mặt với làn sóng bất bình của người dân về vấn đề thuế, các khoản đầu tư vào lĩnh vực giải trí suy giảm dần. Năm 1978, cử tri California đã thông qua dự luật 13, cắt giảm thuế bất động sản địa phương, gây khó khăn cho chính sách tài trợ các hoạt động giải trí công cộng. Khi thành phố đóng cửa bể bơi công cộng, bể bơi tư nhân và hồ bơi sau nhà dần nở rộ, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân. Thiếu thốn ngân sách và nhân lực, tình trạng thiếu nhân viên cứu hộ và thiếu nguồn vốn hỗ trợ gây khó khăn cho các hồ bơi địa phương. Theo Kevin Roth, thành viên của Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia Mỹ, National Recreation and Park Association, các công viên và cơ sở giải trí có thể sẽ bị cắt giảm đầu tiên khi ngân sách trở nên eo hẹp và khó thu hồi vốn. Để duy trì bể bơi công cộng thì thành phố phải bỏ ra số tiền rất lớn. Ngoài ra, việc bố trí nhân viên cứu hộ cho các bể bơi không hề đơn giản. Nguyên nhân là bởi hồ bơi công cộng đòi hỏi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đào tạo để đảm bảo an toàn cho người dùng. Vấn đề này gây áp lực lớn đối với các địa phương cố gắng duy trì các hồ bơi công cộng với ngân sách eo hẹp.